Bạn là chủ cửa hàng sửa xe máy đang gặp vấn đề về doanh thu giảm sút nè, rồi thiếu khách hàng, rồi công nghệ sửa xe lại càng phát triển, rồi chi phí tăng cao nữa, đúng không? Cách đây 3 tháng tôi cũng bị y chang bạn á, khách hàng giảm, rồi chi phí tăng, rồi thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh nữa. Nhưng mà may mắn là tôi cũng gặp được và hợp tác với lại True Motorcare. Giải pháp của họ là giải quyết được tất cả luôn. Sử dụng gói nâng cấp mô hình sửa xe, dưỡng quyền thương hiệu cùng True Motorcare, cửa hàng tôi đã được lột xác hoàn toàn. Hỗ trợ marketing toàn diện nhờ các chiến dịch marketing đa kênh, chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cửa hàng của bạn sẽ thu hút lượng lớn khách hàng mới, từ đó tăng doanh thu gấp nhiều lần. Tiết kiệm chi phí nhờ việc tối ưu hóa quy trình và sử dụng phụ tùng chính hãng với chiết khấu hấp dẫn so với thị trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng các app và hệ thống chăm sóc khách hàng của True Motorcare với quy trình làm việc chuyên nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, khiến khách hàng quay lại và gắn bó dài lâu với cửa hàng. Quản lý hiệu quả dễ dàng với phần mềm quản lý giúp bạn kiểm soát mọi hoạt động của cửa hàng, từ hàng tồn kho, tạo hóa đơn đến phân tích doanh thu, giúp nắm rõ tình hình kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận. Đừng chần chừ nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tăng trưởng doanh thu vượt bậc. 20 khách hàng liên hệ sớm nhất sẽ nhận được ưu đãi tài trợ lên đến 50% khi tham gia gói nâng cấp mô hình sửa xe, dưỡng quyền thương hiệu của True Motorcare. Gọi ngay hotline 085 408 1081 hoặc truy cập website truemotorcare.com để nhận ưu đãi.